chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Ban giải phóng mặt bằng bị tố dùng 46 tỷ mua vàng. Chủ tịch thành phố Thanh Hóa lên tiếng. Ngày 7 tháng 11, liên danh công ty cổ phần Hoàng Kỳ và công ty cổ phần đầu tư trung tâm thương mại Bờ Hồ có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xin giải quyết việc Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, ban giải phóng mặt bằng chưa quyết toán tiền giải phóng mặt bằng, dự án chưa được bàn giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong nội dung văn bản có đoạn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo làm rõ số tiền hơn 81 tỷ đồng nhà đầu tư chuyển vào tài khoản của ban giải phóng mặt bằng mới quyết toán được 35 tỷ, còn 46 tỷ ban đã mua vàng từ năm 2017 đến nay không chịu bán đi để giải phóng mặt bằng. Trước thông tin trên, ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa khẳng định không có việc trên, việc chậm giải phóng mặt bằng là do nhiều nguyên nhân. Trước đó năm 2015, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, tổng diện tích hơn 34.000 m². Đơn vị được lựa chọn là liên danh công ty cổ phần Hoàng Kỳ và công ty cổ phần đầu tư trung tâm thương mại Bờ Hồ. Để thực hiện được dự án, chủ đầu tư phải thực hiện cấp chi trả giải phóng mặt bằng với số tiền hơn 103 tỷ đồng. Đến nay, nhà đầu tư đã nộp được 81 tỷ đồng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Ngày 17 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có văn bản giao thành phố khẩn trương làm việc, hướng dẫn cụ thể để nhà đầu tư, liên danh công ty cổ phần Hoàng Kỳ và công ty cổ phần đầu tư trung tâm thương mại Bờ Hồ thực hiện nộp số tiền giải phóng mặt bằng còn lại của dự án vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định và hợp đồng đã được ký kết giữa các bên. Từ đó đến nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa Lê Mai Khanh đã hai lần ra văn bản đề nghị chủ đầu tư nộp số tiền còn lại hơn 21,9 tỷ đồng, thời hạn thực hiện trước ngày 15 tháng 11 2022. Văn bản cũng nêu rõ, hết thời hạn công ty chưa chuyển nguồn kinh phí thì thành phố không chịu trách nhiệm về việc chậm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án trên.